Tiếng Nóng TV xin chào quý vị và các bạn. Mời các bạn đến với bản tin cập nhật giá vàng và giá ngoại tệ ngày 19 tháng 4 năm 2020. Kính chúc các bạn ngày cuối tuần thật là vui vẻ. Thưa quý vị và các bạn, giá vàng ngày hôm nay, ngày 19 tháng 4, giá vàng thế giới sụt giảm không phanh và lao dốc xuống dưới ngưỡng 1.700 USD trên ounce. Giá vàng thế giới trên sàn Kitco khép phiên cuối tuần được giao dịch ở mức 1.686,5 đến 1.687,5 USD trên ounce. Giá vàng giao ngay tháng 6 năm 2020 được giao dịch trên sàn COMEX đã sụt giảm 1,12% về ngưỡng là 1.712,25 USD. Giá vàng giảm sâu do chứng khoán toàn cầu đi lên sau kế hoạch mở cửa lại nền kinh tế Mỹ của Tổng thống Donald Trump sau hơn một tháng phong tỏa ngừa COVID-19. Bên cạnh đó, kim loại còn gặp trở ngại khi tăng trưởng kinh tế quá yếu tại quốc gia cuồng vàng số 1 thế giới. Trước đó, giá vàng được hưởng lợi khi Hoa Kỳ cho biết rằng hơn 5,2 triệu người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần trước, cao hơn dự báo của các nhà phân tích về con số 5,1 triệu đơn. Giá vàng quay đầu giảm còn do đồng USD tiếp tục treo ở mức cao, bất chấp những số liệu không mấy lạc quan của các nền kinh tế lớn trước những tác động của dịch bệnh COVID-19. Dù vậy, về dài hạn thì các nhà đầu tư vẫn lạc quan giá vàng sẽ vẫn còn tiếp tục leo cao. Ở thị trường trong nước thì giá vàng có sự điều chỉnh nhưng vẫn trụ vững trên mốc 48 triệu đồng. Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, giá vàng SJC tại Hồ Chí Minh của tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn được niêm yết ở ngưỡng là 47,5 đến 48,25 triệu đồng một lượng ở chiều mua vào và bán ra. Biên độ mua vào và bán ra đang được duy trì ở mức cao là 750 triệu đồng một lượng. Tại Hà Nội và Đà Nẵng, giá vàng SJC niêm yết ở ngưỡng là 47,5 đến 48,27 triệu đồng một lượng ở chiều mua vào và bán ra. Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Doji Hà Nội niêm yết giá vàng SJC ở mức là 47,4 tới 48,1 triệu đồng một lượng, giảm 100.000 đồng một lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên ngày hôm qua. Trong khi đó, Doji ở Hồ Chí Minh vẫn chưa có sự điều chỉnh, giữ mức giá là 47,5 đến 48,2 triệu đồng một lượng ở chiều mua vào và bán ra. Tại Phú Quý SJC, niêm yết giá vàng ở mức là 47,65 đến 48,15 triệu đồng một lượng cả chiều mua vào và bán ra, giảm 100.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và giảm 200.000 đồng một lượng ở chiều bán ra. Tại P&G Hà Nội và P&G Hồ Chí Minh, niêm yết giá vàng ở mức là 47,2 đến 48,4 triệu đồng một lượng chiều mua vào và bán ra. Biên độ mua vào và bán ra đang duy trì ở mức là 1,2 triệu đồng một lượng, mức chênh lệch rất cao để tránh rủi ro. Và bây giờ là bảng chi tiết về giá vàng ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, giá vàng thế giới giao ngay đang ở mức 1.686,5 USD trên ounce và giá dầu đã giảm đi 4,64 đô la trên một thùng và chỉ còn là 18,12 đô la trên thùng. Về giá vàng SJC ở Hồ Chí Minh thì mua vào là 47,5 triệu đồng, bán ra là 48,25 triệu đồng một lượng. Giá vàng SJC tại Hà Nội mua vào là 47,5 và bán ra là 48,27 triệu đồng một lượng. Giá vàng SJC tại một số ngân hàng: Ngân hàng Exibank mua vào là 47,6 triệu đồng, bán ra là 48,2 triệu đồng một lượng. Ngân hàng Sacombank mua vào là 47,6 triệu đồng, bán ra là 48,2 triệu đồng một lượng. Ngân hàng Vietinbank Gold mua vào là 47,25 triệu đồng, bán ra là 48,12 triệu đồng một lượng. Ngân hàng SCB mua vào là 47,2 triệu đồng một lượng, bán ra là 47,9 triệu đồng một lượng. Ngân hàng Maritimebank mua vào là 47,1 triệu đồng một lượng, bán ra là 48,4 triệu đồng một lượng. Ngân hàng TP Bank Gold mua vào là 41,9 triệu đồng, bán ra là 52,2 triệu đồng một lượng. Ngân hàng SHB mua vào là 41,3 triệu đồng, bán ra là 41,82 triệu đồng một lượng.
Vàng SJC các tổ chức lớn. Tại Phú Quý, SJC mua vào ở mức là 47,6 triệu đồng, bán ra là 48,15 triệu đồng một lượng. Tại Mi Hồng, SJC mua vào là 47,45 triệu đồng một lượng, bán ra là 48,15 triệu đồng một lượng. Tại Bảo Tín Minh Châu, mua vào là 47,45 triệu đồng, bán ra là 48,1 triệu đồng một lượng. Tại Ngọc Hải, SJC Hồ Chí Minh, mua vào là 47,20 triệu đồng một lượng, bán ra là 48,10 triệu đồng một lượng. PNG SJC mua vào là 47,2 triệu đồng, bán ra là 48,4 triệu đồng một lượng. PNG loại 1 lượng mua vào là 45,7, bán ra là 47,1 triệu đồng một lượng. Về các thương hiệu vàng khác, PNG nhẫn 24K mua vào là 45,7 triệu đồng một lượng, bán ra là 47,1 triệu đồng một lượng. PNG nhẫn tròn 24K mua vào là 45,6 triệu đồng, bán ra là 46,4 triệu đồng một lượng. Nhẫn SJC 24K mua vào là 45,55 triệu đồng một lượng, bán ra là 46,5 triệu đồng một lượng. Nhẫn Phú Quý 24K mua vào là 45,5 triệu đồng, bán ra là 46,5 triệu đồng một lượng. Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu mua vào là 45,35 triệu đồng một lượng, bán ra là 46,25 triệu đồng một lượng. Tại Ngọc Hải 24K Hồ Chí Minh mua vào là 44,8 triệu đồng, bán ra là 45,6 triệu đồng một lượng. PNG nhẫn tròn 18K mua vào là 33,55 triệu đồng, bán ra là 34,95 triệu đồng một lượng. Về giá vàng SJC trên nhánh khác, SJC tại Đà Nẵng mua vào là 47 triệu 500 nghìn đồng, bán ra là 48 triệu 270 nghìn đồng một lượng. SJC Nha Trang mua vào là 47,49 triệu đồng, bán ra là 48,27 triệu đồng một lượng. SJC Cà Mau mua vào là 47,5 triệu đồng, bán ra là 48,27 triệu đồng một lượng. SJC Bình Phước mua vào là 47,48 triệu đồng, bán ra là 48,27 triệu đồng một lượng. SJC Huế mua vào là 47,47 triệu đồng, bán ra là 48,28 triệu đồng một lượng. SJC Biên Hòa mua vào là 47,5 triệu đồng, bán ra là 48,25 triệu đồng một lượng. SJC Miền Tây mua vào là 47,5 triệu đồng, bán ra là 48,25 triệu đồng một lượng. SJC Quảng Ngãi cũng mua vào là 47,5 triệu đồng, bán ra là 48,25 triệu đồng một lượng. SJC Đà Lạt mua vào là 47,52 triệu đồng, bán ra là 48,3 triệu đồng một lượng. SJC Long Xuyên mua vào là 47,5 triệu đồng, bán ra là 48,27 triệu đồng một lượng. Như vậy SJC tại các tỉnh thành phố vẫn bán ra ở mức là trên 48 triệu đồng một lượng. Về giá vàng 4 số 9, vàng nữ trang SJC ngày hôm nay, nhẫn 4 số 9 loại từ 1 chỉ đến 5 chỉ vẫn mua vào ở mức 45,55 triệu đồng một lượng và bán ra là 46,5 triệu đồng một lượng. Vàng nữ trang 4 số 9 mua vào là 45,2 triệu đồng một lượng, bán ra là 46,2 triệu đồng một lượng. Biên độ giữa chiều mua và chiều bán là 1 triệu đồng. Vàng nữ trang 24K mua vào là 44,243 triệu đồng, bán ra là 45,743 triệu đồng một lượng. Vàng nữ trang 18K mua vào là 33,103 triệu đồng một lượng, bán ra là 34,803 triệu đồng một lượng. Vàng nữ trang 14K mua vào là 25,378 triệu đồng, bán ra là 27,087 triệu đồng một lượng. Vàng nữ trang 10K mua vào là 17,717 triệu đồng, bán ra là 19,417 triệu đồng một lượng. Về bảng tỷ giá ngoại tệ ngày hôm nay, đô la Mỹ đang mua vào là 23.300 đồng, bán ra là 23.510 đồng. Đô la Úc mua vào là 14.462 đồng, bán ra là 15.059 đồng. Đô Canada mua vào là 16.215 đồng, bán ra là 16.884 đồng. Yên Nhật mua vào là 210 đồng, bán ra là 221 đồng. Euro mua vào là 24.739 đồng, bán ra là 25.989 đồng. Franc Thụy Sĩ mua vào là 23.530 đồng, bán ra là 24.502 đồng. Bảng Anh mua vào là 28.417 đồng,
bán ra là 29.590 đồng. Đó là những thông tin về bảng giá vàng và bảng giá ngoại tệ ngày hôm nay. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bản tin tiếp theo ngày mai.